Thưa quý vị và các bạn thân mến, nguyên bí thư thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải bị xem xét kỷ luật. Ông Lê Thanh Hải và nhiều cựu lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh có vi phạm khuyết điểm liên quan đến dự án đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Chiều ngày 8 tháng 1 năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 của Ban cán sự Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016 và một số cá nhân, trong đó có ông Lê Thanh Hải, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư Thành ủy, đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền thành phố, gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét kỷ luật. Cơ quan kiểm tra nêu rõ Ban Thường vụ Thành ủy và Ban cán sự Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Những vi phạm khuyết điểm đó đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn đến tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của một số bộ phận nhân dân của thành phố, gây bức xúc trong xã hội. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Lê Thanh Hải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy. Ông Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của Ban cán sự Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các ông bà Nguyễn Thị Hồng, Lê Văn Khoa, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, ông Vũ Hùng Việt, nguyên Thành ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy, của Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Khu đô thị mới Thủ Thiêm với quy mô 930 ha, khu đô thị mới 770 ha, khu tái định cư 160 ha, dân số khoảng 200.000 người, khu tái định cư khoảng 45.000 người. Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm được chia làm khu 5 khu vực chính, gồm khu vực lõi trung tâm chính, khu dân cư phía Bắc, khu dân cư dọc đại lộ Mai Chí Thọ, khu dân cư phía Đông và khu Châu Thổ phía Nam. Hiện dự án đã giải phóng được hơn 99% mặt bằng nhưng vẫn còn hơn 100 hộ dân khiếu nại từ thành phố đến trung ương gần 10 năm qua. Tháng 9 năm 2018, Thanh tra Chính phủ cũng công bố hàng loạt sai phạm của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các bộ ngành liên quan trong quá trình triển khai dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, như thu hồi 4,3 ha ngoài danh quy hoạch, giao đất trong khu vực được quy hoạch tái định cư cho 51 doanh nghiệp làm dự án. Đến tháng 9 năm 2019, Thanh tra Chính phủ tiếp tục chỉ ra một loạt sai phạm khác về kinh tế của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và các cơ sở tham mưu, yêu cầu thu hồi hàng chục nghìn tỷ đồng bị cho là tạm ứng sai quy định, duyệt tổng mức đầu tư và các dự án hạ tầng BT không đúng quy định. Ông Lê Thanh Hải từng là một trong những chính khách nổi tiếng và quyền lực nhất Việt Nam bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói phải xem xét kỷ luật. Ông Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, đã nghỉ hưu sau Đại hội 12 năm 2016. Thông cáo ngày 8 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói một loạt lãnh đạo cao cấp của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2016 đã có những vi phạm trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo thông cáo, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra kiểm soát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của một bộ phận không nhỏ nhân dân thành phố, gây bức xúc trong xã hội. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu tên cụ thể những người sau đây đã vi phạm. Ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, chịu trách nhiệm chính về những sai phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy.
Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban Chấp sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng chịu trách nhiệm những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của Ban Chấp sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Ủy viên Ban Chấp sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Nguyễn Thị Hồng, Lê Văn Khoa, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Ủy viên Ban Chấp sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Vũ Hùng Việt, nguyên Thành ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy, của Ban Chấp sự Ủy ban nhân dân thành phố và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói vi phạm của những người này đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền thành phố, gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét kỷ luật. Các nguồn tin riêng của các phóng viên nhận định mức kỷ luật tối thiểu mà ông Lê Thanh Hải đang đối diện có thể ở mức cảnh cáo. Từ sau khi được bầu lại tại Đại hội Đảng 12 năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đẩy mạnh công cuộc kiểm tra thi hành kỷ luật Đảng. Trong hai năm 2017 và 2018, có 56 cán bộ diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật Đảng, trong đó có 11 ủy viên Trung ương, nguyên ủy viên Trung ương, khai trừ một ủy viên Bộ Chính trị là Đinh La Thăng. Vào tháng 6 năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã chuyển kết luận thanh tra Thủ Thiêm đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét xử lý kỷ luật Đảng. Kết luận thanh tra Chính phủ nói về các nguyên nhân, trách nhiệm chủ yếu dẫn đến khuyết điểm vi phạm ở dự án Thủ Thiêm. Họ cho rằng nguyên nhân khách quan là những khó khăn biến động khó lường về kinh tế xã hội trong và ngoài nước, nhất là thị trường bất động sản có nhiều diễn biến xấu bất thường, thay đổi liên tục, có lúc có chiều hướng đi xuống, khó thu hút các nhà đầu tư. Cơ chế thực hiện quản lý đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng như cơ chế thanh toán bằng quỹ đất sạch cho các dự án BT không rõ ràng, có nhiều hạn chế, khó thực hiện. Thanh tra Chính phủ nói nguyên nhân chủ quan là việc nhận thức, chấp hành các chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành cũng như các quy định của pháp luật chưa đúng, chưa đầy đủ, có lúc chưa nghiêm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố và các sở ngành tham mưu. Sự phối hợp giữa các sở ngành của thành phố còn chậm trễ, chưa xác định rõ trách nhiệm nghĩa vụ. Một số nơi còn thể hiện sự thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý, đầu tư và xây dựng. Nhiều vi phạm chưa được kiểm tra xử lý kịp thời. Hậu quả là đã để xảy ra nhiều khuyết điểm vi phạm gây lãng phí, nguy cơ gây thất thoát tiền của nhà nước với giá trị lớn. Xét tổng thể đến thời điểm thanh tra, việc đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm là chưa có hiệu quả, mất cân đối về tài chính. Ông Lê Thanh Hải sinh năm 1950, ông nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10 và 11, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13. Ông có bằng cao cấp lý luận chính trị, cử nhân kinh tế, cử nhân văn chương. Ông sinh ngày 20 tháng 2 năm 1950 tại xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang. Năm 1966, ông lên Sài Gòn làm thợ hàn và tham gia vào đội võ trang tuyên truyền thuộc khu đoàn Sài Gòn Gia Định với bí danh Hai Nhật. Ngày 17 tháng 4 năm 1968, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức ngày 17 tháng 1 năm 1969. Từ năm 1968 đến tháng 4 năm 1975, ông là Phó Bí thư Đoàn ủy Liên Phường, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn Sài Gòn, Gia Định, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học sinh, Phó Văn phòng Thành đoàn, Phó Ban Thường trực Ban Thanh niên Công nhân Thành đoàn, Ủy viên Ban Cán sự quận Phú Tân Sơn. Từ tháng 5 năm 1975 đến tháng 10 năm 1986, ông là quận ủy viên quận Tân Bình, kiêm Bí thư xã, Chủ tịch xã, Bí thư quận đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn kiêm trưởng Ban Công nghiệp Thành đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy cấp trên cơ sở kiêm Chỉ huy trưởng lực lượng Thanh niên xung phong Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 10 năm 1986, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 4, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 1 năm 1990 đến tháng 12 năm 2000, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 5, Bí thư quận ủy quận 5, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 5, Ủy viên
Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 6, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố kiêm trưởng Ban chỉ đạo chương trình xóa đói giảm nghèo của thành phố. Ngày 18 tháng 5 năm 2001, ông được Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 6 bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ họp bất thường với 78 trên 85 đại biểu có mặt. Trước đó, ông Võ Viết Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xin từ nhiệm và đã được Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận. Ngay sau khi đắc cử, ngoài hai phó chủ tịch cũ là Nguyễn Thiện Nhân và Vũ Hùng Việt, Lê Thanh Hải giới thiệu thêm 3 đại biểu vào chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gồm Mai Quốc Bình, Huỳnh Thị Nhân, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá và Nguyễn Thành Tài, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, và 3 người này cũng được phê chuẩn. Từ ngày 18 tháng 5 năm 2001 đến 12 tháng 7 năm 2006, ông giữ các chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 4 năm 2006, tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam toàn quốc lần thứ 10, ông được bầu vào Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ngày 28 tháng 6 năm 2006, sau khi Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Chiết được bầu làm Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ký quyết định phân công ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2005-2010. Ông tái đắc cử chức vụ này nhiệm kỳ 2010-2015. Ngoài ra, ông hiện còn là đại biểu Quốc hội khóa 13, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 7, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 10 năm 2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 bầu khuyết chức vụ Bí thư Thành ủy. Ông được Bộ Chính trị phân công chỉ đạo Thành ủy. Tại Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam, ông không tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng, vì vậy cũng kết thúc nhiệm kỳ tại Bộ Chính trị. Ông đã được tặng thưởng nhiều huân huy chương quyết thắng hạng nhất, huân chương kháng chiến hạng 3, huân chương lao động hạng 3, huy chương vì thế hệ trẻ, huy chương vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ công đoàn, huy chương vì sự nghiệp lao động, thương binh và xã hội, huy chương vì sức khỏe nhân dân, kỷ niệm chương cựu chiến binh Việt Nam. Vợ ông là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nữ Trí thức thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 2. Trương Thị Hiền là em út của bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Con trai đầu của ông là Lê Trương Hải Hiếu, sinh năm 1981, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 12, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 8, nhiệm kỳ 2011-2016, bị kỷ luật khiển trách tại Hội nghị Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 4 năm 2018 vì có quan hệ tình cảm với một phụ nữ đã có con chung nhưng chậm báo cáo với tổ chức đảng. Con trai thứ hai của ông là Lê Trương Hiền Hòa, hiện là một doanh nhân, giám đốc một công ty kinh doanh bất động sản. Em của ông là Lê Tấn Hùng, hiện là Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Tháng 3 năm 2018 bị kỷ luật khiển trách vì liên quan đến hàng loạt sai phạm ở Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Sai phạm của ông Hùng liên quan đến việc ký khống chi khống hơn 13 tỷ đồng cho hàng chục cán bộ người lao động học tập ở nước ngoài. Ngày 12 tháng 6 năm 2019, ông Hùng bị đình chỉ công tác Tổng Giám đốc. Đến ngày 6 tháng 7 năm 2019, ông bị cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam do phạm nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Sagri. Hiện nay, ông cư trú tại 48 đường Trương Định, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.